Chiếc nhà xưởng này xây dựng trước Tết Nguyên Đán, bức tường sập dày gần 35m, cao 7-10m, nơi cao nhất là 17,5m, thấp nhất là hơn 5m. Những công nhân đang hoàn thiện bức tường thì xảy ra vụ việc, có hai người đã may mắn chạy thoát. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo các ban ngành tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm động viên các gia đình có người gặp nạn trong vụ sập tường công trình nêu trên. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long chia buồn động viên các gia đình các nạn nhân vượt qua đau thương mất mát, đồng thời khẳng định đang yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Địa phương sẽ chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn lao động để không xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc. Liên quan đến vụ việc này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị Cục Công tác phía Nam, Trường Đại học Xây dựng miền Tây, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tiếp cận công trình, kiểm tra làm rõ nguyên nhân vụ sập.